Hoài Đăng xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn bộ cần câu giá rẻ. Đấy, chọn bộ này luôn. Lý các bạn có thể câu tổng hợp, cần đai hoa, size 2m4. Quen vàng. Mắt bánh nếch Pro. Quen quen vàng các bạn. Mạ vàng. Và đây các bạn nào đang tập câu và mới câu mà mới câu thì chưa nên đầu tư mới, đầu tư loại đẹp lắm, đầu tư loại vừa phải, câu thời gian các bạn vừa phải vừa rẻ, câu thời gian các bạn biết mình nên câu dòng nào, thích dòng nào thì các bạn đầu tư sau. Hai mét tư bạn nhé, đốt ngọn, đo đốt ngọn rồi. Đốt ngọn 2 ly. Trọng lượng. Trọng lượng cần. Hai trăm linh ba gram. Cần. Đấy là máy, máy pin 2, 5.000. Đó, này đều xuất xứ Trung Quốc hết rồi nhé. Có sẵn cước, về câu ngay. 10 vòng bi. 10 vòng bi. Trọng lượng máy đây các bạn. Đây. 273 gram. 10 vòng bi. Lô này bằng nhựa các bạn nhé. ST 5000. Tiếp đến là gồm hạt chặn, khóa linh, lăng xê, phao, lưỡi, chân cắm phao và chì. Chọn bộ này các bạn. Đấy, vừa rồi Hải Đăng xin giới thiệu các bạn bộ cần câu giá rẻ. Hải Đăng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.